Ok, hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Mèo Sao Vàng nha. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, tại vì đợt này mình bận bịu quá. Năm nay hình như là suy thoái kinh tế hay sao, làm ăn cái gì cũng khó khăn. Ngoài việc làm ở công ty thì mình phải đi chạy thêm Gojek để kiếm tiền. Và hôm nay mình làm video này, mục đích của mình là để giới thiệu cho các bạn là để trở thành cái cách trở thành một bác tài 5 sao của mình. Đơn giản nhiều người nói là chiêu thức này kia để được nhiều khách đó, để được cút ngon rồi này kia, thậm chí có người còn nói là đút lót mua chuộc ở trên công ty Gojek, nhân viên của công ty Gojek. Mình nghĩ không phải như vậy đâu các bạn. Nếu mà muốn cút xe nhiều với nhiều cút ngon đó, thì hệ thống nó có một cái thuật toán tự động, đó là đánh giá về tài xế nào tốt thì nó sẽ tổng hợp lại và nó phát cút ngon cho mình và phát nhiều cút cho mình thôi. Thứ nhất là mình phải chăm chỉ chạy, không được bỏ cuốc. Thứ hai là nhiều thứ lắm, bla bla bla, kiểu như là trong cái quy tắc ứng xử cộng đồng của nó đó, là về một cái chuẩn tài xế 5 sao thì là sẽ được phát cuốc nhiều và có cuốc ngon thôi. Thứ nhất đây là chiếc xe của mình các bạn. Đây là mình lấy xe này mình chạy, xe phải mới sạch sạch, đời mới chút, rồi xe lúc nào cũng phải rửa sạch sẽ đó. Đó là cái xe. Còn tới cái con người thì sao, trang bị đầy đủ, mình lúc nào cũng hai nón đây rồi đó, áo khoác đồng phục cô Z, áo thun Gojek đây nè, để mình quay lại camera cho các bạn coi. Thứ hai nữa là phải bận quần dài nha mấy bạn, bận quần dài nè đó. Rồi túi này là để lấy thực phẩm, nói chung là trang bị đầy đủ đó. Rồi bên cạnh đó là nhiều bạn nó sai sót chỗ là mang giày, phải mang dép nhiều bạn sai sót là mang dép nha, riêng mình là mình phải mang giày. Tí nữa mình lên nguyên con cho các bạn coi. Bên cạnh đó thì phải trang bị áo mưa cho khách nè. Còn bản thân tài xế thì suốt ngày ở ngoài đường, cho nên là mình đã trang bị một chiếc áo mưa Motowood mua ở trên shop của Seoul Vlog. Áo mưa này có giá là gần 800.000. Chịu mắc chút nhưng mà trời mưa mình bào, mình không có bỏ trời mưa. Mình sẽ có cái video nói về cái chiếc áo mưa Motowood của mình để chạy xe sao nha. Giờ mình chỉ nói vậy đó. Tí nữa mình bận đồ vô cho các bạn coi là chuẩn tài xế 5 sao như thế nào. Bên cạnh đó thì cách nói chuyện với khách, nhiều tài xế, nhiều anh em nói chuyện kiểu ngang, rồi quá trình thì tất đó là mình cũng thông cảm cho anh em, là nhiều khi chạy ngoài đường á thì cũng có những cái áp lực. Thứ nhất là áp lực từ công ty, thứ nhất áp lực từ khách hàng, từ đường đi, rồi tùm lum hết đủ thứ. Nhưng mà biết kiềm chế một chút thì cũng hay hơn. Tại vì đa phần bản thân mình cũng thích nhẹ nhàng, huống chi là khách. Cho nên là mình, phong cách của mình bao giờ cũng vậy. Đến là đầu tiên phải, ngay cả mình gọi điện cho khách đầu tiên là chào anh, chào chị trước, rồi mình mới nói chuyện nhẹ nhàng chút. Rồi sau đó thì mình gặp khách thì mình chào anh, chào chị, lễ phép giơ hai tay đồ, kèm với cái độ lịch sự bên cái trang phục của mình là nó sẽ tạo cho ấn tượng cho khách. Thứ hai nữa là xuống xe thì cũng cảm ơn, cúi chào đàng hoàng, lịch sự. Thứ ba nữa là phải nhiệt tình với khách. Nhiều khi khách mang hành lý nặng thì mình giao hành sách phụ, hay là trời mưa thì mình nói với khách là thôi anh chị cứ ở trong đi, để em vô em đưa áo mưa cho, rồi khỏi mất công khách đi ra trời nắng trời mưa, đúng không? Mình nhiệt tình chút thì khách người ta sẽ đánh giá 5 sao. Và sau khi khách đánh giá 5 sao để lại bình luận, cộng với những cái chấp hành tốt của mình về cái đồng phục rồi này kia này, xe cộ này, đi đúng bản số xe này, là sau đó một khoảng một thời gian là cái Gojek nó sẽ tổng hợp lại và nó phát cuốc ngon cho mình thôi. Cứ vậy mà chạy thôi. App của mình là ngưng là nổ, ngưng là nổ.
Và như nãy mình nói là mình sẽ quay hết khi mà mình bận trang phục vô cho mấy bạn coi nha. Đây là chuẩn tài xế 5 sao, đích thị 5 sao luôn. Và bao gồm áo Gojet, áo thun Gojet, áo khoác Gojet, túi GoFood, nón, và một trang bị một nón cho khách mình để ngoài xe. Đi giày, không có đi dép lê nha. Rồi quần dài, không có bằng quần đùi. Đó, như vậy là bạn đã trở thành một tài xế 5 sao đó. Bên cạnh đó thì ví dụ như bạn nhận được cuốc xe thì bạn phải nhẹ nhàng thực sự với khách. Bây giờ mình lấy ví dụ là mình nhận được cuốc xe đi ha. Thì mình sẽ gọi ngay cho khách. Alo, dạ em chào chị ạ. Thì chị mới đặt Gojet không ạ? Dạ. Chị cho em hỏi là mình ở địa chỉ số nhà B đúng không ạ? Ok, chị đợi em chút xíu, em chạy qua em rước chị liền ha. Đó là tài GoBuy, còn GoSend, GoFood sao? GoFood nè. Alo, dạ em chào chị ạ. Dạ chị mới đặt một đơn hàng GoFood phải không ạ? Chị cho em xác minh cái đơn hàng nha, đơn hàng của mình bao gồm có món A, món B, món C. Dạ, ok. Rồi chị đợi em chút xíu nha, em chạy tới nhà hàng em mua xong em giao qua chị liền nha. Rồi, cảm ơn chị ạ. Đó. Sau khi mình chở khách xuống thì mình thả khách xuống thì mình phải dạ em cảm ơn. Đó. Còn lúc mình giao đồ ăn cũng vậy thôi, mình lấy dạ cho em gửi đồ ăn. Rồi xong sau đó khách trả tiền, dạ cho em gửi tiền thối. Thì sau đó khách đi. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn anh. Đó. Như vậy thôi là 5 sao thôi các bạn. Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Và những cái video hướng dẫn các bạn hay là những cái video trải nghiệm về Gojet sau thì mình sẽ nói thêm nha. Và video này mình chỉ nói về là cách để tăng thu nhập cho Gojet thôi. Giữ vững tài xế 5 sao là các bạn sẽ có tiền, có cuốc. Chứ các bạn đừng có nói là mua của Gojet, hay là các bạn chơi chiêu trò luyện áp hay nào này kia rồi nói là bị đì, rồi con cưng con ghẻ là không có đâu nha. Các bạn cứ nghe mình đi, cuốc sẽ đến, thu nhập sẽ đến. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.